Hi, chào mọi người đã đến với kênh YouTube Cuộc sống tại Mỹ của Hà. Thì bây giờ Hà đang dọn dẹp cái tủ giày của Hà đây. Để Hà cho mọi người xem một cái này, mọi người đừng thức cười Hà nha. Đen. Đôi giày của Hà nó mòn tới như vậy nè. Nhưng người nói trời ơi, lính Mỹ nhìn phong độ vậy mà mang đôi giày hay ghê quá ha. Nhưng mà thì các mọi người biết sao? Mọi người nhìn thấy Hà có bốn đôi giày tất cả luôn đúng không? Nhưng mà thực sự Hà sử dụng có một đôi duy nhất thôi. Cái đó là tại vì đây hai đôi này Hà được quân đội người ta phát từ lúc mà mới vào lính đó, nhưng mà vẫn còn rất mới. Mọi người biết tại sao Hà đâu có sử dụng đâu, sau khi 3 tháng quân trường là Hà dẹp luôn. Tại vì nó không có đúng size của Hà. Nó cái bàn chân của Hà là thuộc dạng bàn chân nó bè nó rộng rồi đó. Thì lúc mà đi lính đó, người ta cho kiểm tra, người ta kiểm tra coi có phù hợp với chân mình không á, thì người ta không có thấy bị phỏng nước hay là phồng rộp gì hết, thì người ta nghĩ là vừa size của mình, thì mình cũng nghĩ là như vậy. Nhưng mà thật ra là lúc đó, sau đó Hà mới phát hiện ra là Hà bị bó ở phía cái mũi bàn chân á, và nó hư móng chân đau lắm đó. Sau đó là hết cái kỳ huấn luyện cơ bản là Hà đã không còn xài nữa. Và đôi này là đôi giày cái mũi nó là bằng bằng gọi là bằng thép á, dùng để chơi, sử dụng khi mà sửa xe, chứ mang đi nó cứng lắm, nó khó chịu lắm. Và còn đôi kia, cái đôi mà xấu xí dơ giấy nhất đó là đôi giày mà Hà mang mỗi ngày, thì nó cũng bị mòn lâu rồi, nhưng mà Hà tiếc tiền, Hà không muốn mua để chần chừ tới bây giờ, nhưng bây giờ nó đã quá mòn rồi, phải mua thôi. Và đó là lý do Hà sẽ đi đến cửa hàng bán quân phục cho lính Mỹ và cho mọi người xem, đi dạo một vòng cho mọi người xem cái cửa hàng đó trông như thế nào, bán những mặt hàng nào nha. Lên đường thôi, lên đường thôi. Mọi người có thể thấy xa xa đó là rất là nhiều núi đúng không ạ? Cái trại lính khu mà đang ở đó, đó là nó nằm ở thung lũng và bao quanh xung quanh là núi không. À, đây là cái cổng để vào trại lính nè. Thì khi Good qua cổng là morning. phải Hi, good xét thẻ đó mọi người. Hà và chồng Hà ai cũng đều có thẻ để vào trại hết á. Bye, you too. Qua cổng kiểm soát rồi thì tiếp theo sẽ là chạy thẳng đến cửa hàng bán quân phục. Bây giờ Hà đang đứng trước ở cửa hàng bán đồ lính Mỹ nè. Mọi người đã sẵn sàng khám phá xem bên trong họ bán những gì chưa? Bắt đầu theo chân Hà nhé. Khi mà bước vào cổng thì cái nhìn tổng quan xung hết khắp mọi cửa hàng là như thế này đây. Đầu tiên đập vào mắt người mua hàng sẽ là kệ gấu bông này đây. Mọi người có thắc mắc là tại sao mà chỗ cửa hàng bán đồ lính mà tại sao bán đồ gấu bông vậy không? Nó có nguyên nhân hết nha. Hãy quay cận cảnh cho mọi người xem thôi. Đây là những con gấu nó bận đồng phục của người lính đó mọi người, chứ không phải là gấu thường đâu. Mọi người xem con gấu này dễ thương không? Nó bận bộ đồng phục của lính nữa đó. Cái này để dành giống như là cho những người mà làm ba mà đi lính á, làm ba làm mẹ đi lính rồi gửi quà này về cho con của mình. Con nít nó rất là thích. Nè, bằng chứng cụ thể con gái của Hà nó đã ẵm một con sẵn sàng rồi nè. Dễ thương quá, cho má coi con gấu đi. Đi. Cho má coi con gấu xíu đi. Trời ơi con cái này là một con gấu khác bận đồ đồng phục mà tập thể dục buổi sáng á mọi người, dễ thương á. Thấy chưa, thấy nó cầu khách nít dễ hay kìa chưa. Bây giờ Hà sẽ quay từng gian hàng cho mọi người xem ha. Đầu tiên đó là gian hàng mặc đồ thể bán đồ thể dục cho lính. Thì đồ thể dục cho lính là có, tại vì mùa đông á mọi người, nên là cái áo mà jacket bẩn ở bên ngoài. Và cái áo này làm bằng chất liệu giống như là vải không? Mọi người, Hà quan sát mọi người thấy chất liệu đúng không? Đó, thì cái chất liệu này nó cản gió và chống thấm nước nữa. Chống thấm nước chút thôi nha, chứ không phải là giống như là áo mưa của mình.
Đây là quần dài bận với áo jacket ở bên ngoài. Còn đây là áo thể dục mà bận ở bên trong, vào mùa hè thì có loại tay tay ngắn và quần sọ. Đó là dành cho mùa hè. Còn mùa đông thì gọi là nguyên một trọn bộ, là bận áo tay ngắn này ở trong nè, rồi thêm áo tay dài, rồi bận cái áo jacket đó và cái quần này. Cái đồng phục thể dục mà mọi người vừa xem á, màu đen và viền vàng á, là của lục quân, là binh chủng của Hà. Còn cái màu xanh này đó là do dành cho không quân. Thì cái chỗ trại lính mà Hà đang ở này chỉ có lục quân và không quân thôi, nên mọi người sẽ không thấy được những cái đồ đồng phục của thủy quân đâu. Đây là đồng phục tập thể dục mùa hè của không quân. Áo nó cũng có hoa văn khác hơn, màu xám và hoa văn khác. À, có đồ đồng phục tập thể dục cho em bé nữa nè mọi người. Thường thường là cha mẹ thường thường thích cho con cái mặc đồ đồng phục giống mình á. Nên họ dựa vào cái nhu cầu đó họ cũng tạo ra một số đồng phục lính mà dành cho em bé. Đây con trai Hà đang thử bộ đồ lính, mọi người nhìn thấy cưng không? Gian hàng kế tiếp sẽ là gian hàng bán những mà cái vali mà size bự khổng lồ á. Thì đặc thù của người lính đó là họ phải di chuyển nhiều và phải khiêng vác đồ đạc nhiều á, thì người ta bán những cái size này để cho dễ đựng đồ. Ngoài ra cũng có những cái size nhỏ hơn, như là mọi người thấy màu đen, cái túi đen đen đó là đựng bộ đồ vest nè. Rồi những cái túi ba lô nhỏ hơn dành dùng cho hàng ngày, chẳng hạn như Hà là Như Hà đó, là mỗi ngày Hà ở lại sẽ tập thể dục, ở lại đi làm luôn, thì Hà cần những cái ba lô để đựng, chọn một bộ đồng phục đối ủng nè, rồi đồ lính gì nó dày và nó tốn rất nhiều diện tích, mọi người nên cần phải có một cái ba lô bự để đựng. Có những cái túi nhỏ xíu này thì Hà không biết đựng gì. Thế họ đoán là chắc để đựng cơm đem theo lại đi làm. Tiếp theo là những cái túi đựng nước đó mọi người. Thì nếu mà mọi người xem những video trước của Hà, Hà quay cho mọi người xem, Hà có cái túi đựng nước, nhưng mà cái đó nhìn nó cơ bản thôi, nhìn nó không có đẹp bằng những cái túi này. Những túi này nhìn nó thời trang và chuyên nghiệp hơn. Kiểu dáng mọi người thấy không, nhìn nó fashion hơn đúng không? Và những cái vòi nữa nhìn nó chắc chắn hơn nữa. Và dĩ nhiên là nó cũng sẽ mắc tiền hơn. Bởi vậy Hà tiết kiệm, Hà xài cái loại mà cơ bản mà quân đội nó phát cho ban đầu không à. Những cái thùng màu đen này nè, để mà khi mà mình đi ra nước ngoài á, những đồ vật mà đồ dùng cá nhân không phải đồ dùng quân sự thì người ta sẽ cho đóng vào container di chuyển theo đường biển trước. Như vậy thì nó sẽ an toàn, không bị đổ vỡ đồ. Ở đây có thêm một số mẫu mã khác của cái size mà của cái vali mà size bự khổng lồ á. Ngoài màu hồi nãy là Hà chỉ thấy màu đen thôi, bây giờ có hoa văn lính nào hoặc là màu nâu nữa. Tiếp theo sau đây sẽ là gian hàng bán những cái đồ lễ phục. Thì cái đồ lính mà Hà hay bận hàng ngày á mọi người, cái đồ đó là đồ để dành đi chiến đấu. Còn những khi mà có những cái lễ hội, sự kiện gì á, thì sẽ bận đồ lễ phục này. Thì có hai loại, là một loại là màu xanh, sẽ bận với áo vest xanh. Còn một loại, đây là áo màu nâu nè, sẽ bận với quần nâu. Thì đây là đồng phục mới của lục quân. Đây là cái áo khoác dài của mọi người, thì Hà chưa bao giờ bận cái này luôn á, tại vì
Cái này Hà nghĩ là sẽ dành cho thời tiết mà mùa đông lạnh lẽo, hoặc là những cần những cái khi mà những cái sự kiện là nghi lễ gì đó thì bận cái này thôi. Nhưng mà tại vì Hà chưa có bao giờ mà bận cái này, vì toàn là thời tiết nóng không không tới nỗi mà phải bận cái áo này. Gian hàng tiếp theo sẽ là những cái đồ dùng phụ kiện, chẳng hạn như là bao tay nè, rồi bao tay là cái đồ vật rất là hữu dụng mà rất cần thiết, làm việc lúc nào cũng phải cần bao tay hết á. Tại mọi người thấy trong lính không, cái gì cũng khiêng vác nặng nề hết, thì bao tay là một vật dụng rất rất là cần thiết. Cái phụ kiện tiếp theo không thể thiếu đó là con dao. Thì nhiều khi mình dĩ nhiên mọi người thấy lính nhiều khi đi băng rừng lội suối gì á, con dao rồi riết giúp ích rất là nhiều, tự vệ nè, hoặc là để cắt những cái vật cản trên đường đi. Ngoài ra nó cũng có những dụng cụ đa năng tích hợp nhiều chức năng như là kềm, kéo, tua vít, dao. Hà cũng có cái dụng cụ đa năng này người ta phát cho mình, nhưng mà nó không có thời trang giống như vậy đâu. Nó chỉ là căn bản thôi. Đây là cái đèn đeo đầu á mọi người. Thì cái đèn này á, nó có nhiều màu sắc khác nhau, không phải là màu sắc của cái vỏ ngoài mà là cái màu sắc của cái bóng đèn á. Khi mà chiến tranh thì họ cần dùng cái bóng đèn đỏ để kẻ thù không có phát hiện ra mình. Ở đây có zenith nữa nè. Rồi những cái phụ kiện giống như là cái lớp lót bên trong của nón bảo hiểm nè, để tránh tình trạng nó bị hôi bốc mùi á, và những cái dụng cụ bảo vệ đầu gối, khuỷu cùi chỏ khi mà mình phải trườn bò, và cái dụng cụ đó là bảo vệ lỗ tai, những cái giống như là cái quấn cổ, cái này là dụng cụ để là nhờ lau chùi súng, nón len bận vào mùa đông. Những cái móc này thì để treo đồ vào cái áo giáp mình bận ở ngoài mọi người. Chẳng hạn mình muốn treo súng hoặc là những cái thiết bị gì á, thì cái đó dùng để treo vào cho nó tiện lợi, mình đỡ phải khiêng đó. Cây thước này là dùng để đo tọa độ, xác định vị trí trên bản đồ. Những cái la bàn. Ồ, cái này là cây kéo, nhìn tưởng mắt kiến bơi mọi người, nhưng mà nó là cây kéo xếp lại được á. Dây dù cũng rất là cần thiết khi mà người lính ra chiến trường, nó được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Cái tấm xanh xanh này là dùng để tập thể dục khi mà mình phải tập thể dục trên nền đất ẩm ướt, gồ ghề. Cái này là phấn nền dùng để ngụy trang khi mà mình đi vô rừng á, mình ngụy trang chung với màu rừng, kẻ thù không nhận ra mình. Đây là cà vạt dùng kết hợp với lễ phục, dây nịt này cũng dành cho lễ phục luôn. Và ngoài ra thì họ cũng có bán nón. Cái nón này là dành cho bộ lễ phục cũ á mọi người, nó màu xanh. Thì Hà có bộ lễ phục màu xanh chứ Hà không có được bộ màu nâu. Những cái dây dạ quang này là dùng để thắt lưng khi mà tập thể dục. Thì khi mình tập á, lúc đó trời nó còn nhá nhem tối á, thì những cái dây phản quang này giúp cho các phương tiện di chuyển á, người ta nhận ra mình. Và những cái cây này là cây đèn hóa chất, khi mà mình tháo ra mình bẻ nó sẽ phát sáng dùng trong bóng đêm. Và đây người ta bán thêm một số bình nước, dụng cụ đựng nước phù hợp với lại quân phục của người lính. Mắt kính bảo vệ mắt, và đây cũng là một trong những vật dụng rất là cần thiết nha. Nó bảo vệ cho mắt, bảo vệ tầm nhìn của mình tránh khỏi cát bụi. Gian hàng này bán bút viết, thước thước để tra bản đồ á, và những cuốn sổ cá nhân. Cuốn sổ này nó đặc biệt là cái là nó có cái phần để mà dán cái tên của mình á, thì mọi người có thể tháo cái tên từ trên đồng phục lính và dán lại cuốn sổ này cũng được. Sổ có nhiều kích cỡ khác nhau để cho phù hợp với nhiều mục đích sử dụng. Và đây là gian hàng không thể thiếu trong cửa hàng bán đồ quân phục lính này. Đây là những quân phục dùng để bận khi chiến đấu mọi người.
Thì có hai loại là loại mùa hè và mùa đông, thì mùa nó chỉ khác nhau ở chất liệu và cái cách gài nút thôi. Mùa đông thì nó là gài dây kéo cho kín gió, còn mùa hè nó gài nút. Và chất liệu thì mùa hè dĩ nhiên nó sẽ mỏng hơn, và giá cả là khoảng 50 mấy đô một cái quần hoặc một cái áo. Còn đây là một dãy gian hàng bán những cái huy hiệu về chẳng hạn là như cấp bậc quân hàm trong lính, rồi những cái giống như là huy hiệu cho mình đạt được những cái danh dự nào, rồi đạt được những chiến công gì, hoặc là những cái khóa huấn luyện mình đã trải qua. Mọi người nhìn vào là mọi người biết được. Và ngoài ra thì còn có giống như là cái đó nó biểu hiện cho mình thuộc cái đơn vị nào nữa. Thì rất rất là nhiều ý nghĩa mọi người, để mà giải thích ra thì Hà không có thể giải thích được hết đâu, nó tốn nhiều thời gian lắm. Thì mọi người có thể tìm hiểu ở trên mạng Google thêm nha. Đây là cái cấp bậc hiện tại của Hà trong lính nè, Specialist. Thì nó thấp nhất là E1 và của Hà đang là E4. Và đây là huy hiệu của đơn vị của Hà. Mọi người thấy có một cái cấp bậc đó là hình thánh giá đúng không ạ? Đó là dành cho những người mà gọi là chaplain, làm giống như cho mục sư, linh mục đó, trong lính. Gian hàng này thì bán những cái áo thun lót mặc bên trong, phía sau cái bộ đồng phục chiến đấu. Màu trắng này thì dùng để mặc lót cho cái bộ lễ phục. Cái bộ quần áo tay dài này là bộ đồ giữ nhiệt đó mọi người. Nó ôm sát vào người mình, giúp cho mình giữ ấm vào mùa đông. Và đây là gian hàng khăn tắm. Khăn tắm thì đóng đồ theo cũng phải là màu nâu cho đúng chuẩn của lính. Và những cái bao tay này thì có bốn màu được chấp nhận: màu đen, màu nâu và màu hơi xám xám. Và cái vòng đeo đầu này là đeo vòng quanh cái bảo hiểm, thì nó có in tên và nhóm máu gì của mình. Áo lót tập thể dục cho nữ, cho dễ dàng vận động. Và mùa đông thì không thể thiếu cái áo này đây. Áo này mặc vào cái áo khoác mặc ở ngoài á, ấm lắm mọi người. Chất liệu nó rất là ấm. Gian hàng này là vớ với đầy đủ các size và màu sắc. Màu sắc cho quân đội thôi nha mọi người, chứ không phải màu hồng dạ quang, màu xanh đặc chúa gì là được được phép mang trong đồng phục lính đâu. Tiếp theo là gian hàng giày, với cái này là những đôi giày để mang với lễ phục nè. Đôi giày đen mặc với lễ phục màu xanh, đôi giày nâu mặc với lễ phục màu nâu. Và có thêm một số loại giày thể thao nữa, thì thường thường là Hà mua ở giày thể thao bên ngoài không à, chứ không mua trong đây, vì ở bên ngoài mình lựa chọn được nhiều kiểu dáng đa dạng hơn. Và đây là gian hàng Hà muốn đi đến vào ngày hôm nay đây, gian hàng bán những đôi ủng của đồng phục chiến đấu của lính. Thì có rất là nhiều loại và mục đích sử dụng khác nhau, chứ có loại thì nó nhẹ nhàng, có loại thì nó thoát hơi dành cho mùa hè. Đây là một số kiểu tại cửa hàng này nó bán nè mọi người. Giá cả thì mọi người thấy rồi đó nha, mọi người đã biết là tại sao mà Hà tiết tiền để Hà mua 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 đôi ủng mới rồi đó, toàn 170, 180, 190 một đôi thôi. Thank you.
Sau một hồi chọn lựa thì Hà quyết định chọn kiểu này. Mọi người thấy sao? Hà muốn tìm cái hiệu cũ của Hà trước kia đã từng dùng á, nhưng mà trong đây kinh họ không có hiệu đó. Mọi người biết bao nhiêu tiền một đôi này không? Để coi, 182 đô một đôi. Không biết có rộng không ta? Trước khi ra tính tiền thì Hà sẽ quay những cái gian hàng cuối cùng cho mọi người xem nha. Đó là những gian hàng bán nón nè. Cái kiểu này thì chủ yếu là nó có những cái thiết kế đó cho mọi người biết là mình đang là lính quân đội lục quân. Ngoài ra họ có một cái quầy hàng sách để bán những cái sách về quân đội, như là những kiến thức về thí dụ như là những kỹ năng để làm một người lãnh đạo, rồi những cái training cơ bản gì trong lính. Có rất nhiều thể loại mọi người. Gian hàng này để bán những tấm thiệp chúc mừng vào các dịp kỷ niệm, để dành trao gửi những lời yêu thương đến người thân gia đình của mình. Những tấm bưu thiếp kỷ niệm và quầy đồ ăn để dụ con nít nữa mọi người ơi. Ở đây người ta dụ con nít giỏi quá. Mấy đứa con của Hà là mỗi đứa một hũ bánh chip này để ra xe ngồi với ba trước rồi đó. Hà quay phim lâu quá mà. Bây giờ Hà đang tính tiền tại quầy đây. No, you're gonna be using a... are you using military card? Okay. Yeah. Bây giờ thì Hà cũng đã mua đồ xong xuôi hết rồi, đã đến lúc phải về nhà. Thì Hà hy vọng là mọi người thích video của Hà chia sẻ về nội dung đó là cửa hàng đồ lính Mỹ trông như thế nào và bán những món đồ gì. Nếu mọi người yêu thích kênh YouTube của Hà, thích những nội dung của Hà chia sẻ thì hãy cho Hà một nút nhấn theo dõi nha. Bye mọi người, không có tài để bye. Bye.